Nếu như một chiếc laptop các bạn cần là vừa phải có thiết kế thời trang thanh lịch, đi kèm với đó là phải có những cái tính năng thời thượng hiện đại, thì mình nghĩ là dòng Lenovo Yoga sẽ là một sự lựa chọn không thể nào mà chúng ta bỏ qua. Cho nên để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chọn lọc ra 3 chiếc laptop thuộc dòng Lenovo Yoga để có thể gửi gắm đến các bạn trong video nha. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Đến thế giới di động, sắm laptop trả chỉ 50.000 mỗi ngày. Thuộc phân khúc cao cấp nên dòng Lenovo Yoga đáp ứng được các yêu cầu cao cả về thiết kế lẫn hiệu năng. Cái tên Yoga thì cũng thể hiện được sự mỏng nhẹ thanh lịch và khá mỏng thì còn có khả năng gập mở lên đến 360 độ nữa nha. Và thông tin đến các bạn thì từ ngày 15 tháng 10 thì các mẫu laptop thuộc dòng Lenovo Yoga đang được đồng giảm 10% tại thế giới di động nữa đó nha. Chiếc laptop đầu tiên sẽ cực kỳ phù hợp với những ai đang là một doanh nhân nè, hoặc là những ai đang là một nhân viên văn phòng chẳng hạn. Nhưng mà theo mình ha, các bạn nào mà đang là sinh viên thì cũng nên nghía qua em này luôn. Và đó chính là chiếc Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Mỏng nhẹ là điểm nổi bật đầu tiên của dòng máy này, cho nên cực kỳ linh hoạt với những ai cần phải mang laptop di chuyển đây đó. Khối lượng máy thì chỉ có 1,38kg với tông màu bạc sáng rất là bắt mắt. Không chỉ thiết kế mà hiệu năng thì cũng vô cùng là ổn áp, đạt tiêu chuẩn nền Intel Evo, bộ vi xử lý Intel Core i5 Tiger Lake 11300H, RAM 16GB, SSD 512GB, kết hợp cùng với card đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Với cấu hình này thì hoàn toàn có thể vận hành tốt những tác vụ từ học tập, văn phòng cho đến làm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop cho đến những tựa game đình đám có thể chơi một cách mượt mà với mức cài đặt cao, và FPS thì vẫn có thể dao động từ 123 cho đến 136 lận nha. Màn hình thì với độ phân giải là 2,8K và tấm nền OLED cũng là một điểm nhấn không thể nào mà không nhắc đến. Màu đen sâu, độ tương phản cao cho nên khi mà giải trí xem phim thì cực kỳ đã. Kết hợp với tần số quét 90Hz cho nên từng chi tiết hình ảnh chuyển động cực kỳ mãn nhãn. Các bạn làm thiết kế thì cũng ngon lành luôn vì màn hình đạt 100% DCI-B3 và 96% Adobe RGB, độ chuẩn màu cực kỳ cao. Nói tóm lại thì trong cái mức giá này, đây là một chiếc laptop cực kỳ đáng để chúng ta đặt lên bàn cân khi mà lựa chọn. Đáp ứng cả về yêu cầu thẩm mỹ, màn hình đẹp mắt lẫn cấu hình hiệu năng mạnh mẽ bên trong luôn. Chiếc laptop tiếp theo thì sẽ cực kỳ thú vị đây. Chúng ta có thể linh động sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau. Đôi khi có thể sử dụng như một chiếc laptop bình thường và đôi khi em nó sẽ trở thành một chiếc tablet vô cùng tiện lợi. Và đó chính là chiếc Lenovo Yoga Duo S7. Khi mua máy thì các bạn sẽ được tặng kèm với một chiếc Digital Pen, cho nên có thể dùng để thay thế một cuốn sổ tay truyền thống được luôn, rất là tiện lợi khi cần phải vẽ vời jack note. Bộ bàn phím thì còn có cả Bluetooth, cho nên khi tháo rời và đặt cách xa nhau thì vẫn có thể thao tác được. Lúc chưa gắn bàn phím thì phần thân máy chỉ nặng khoảng 0,799kg và tổng cả màn hình và bàn phím luôn thì là 1,168kg. Chắc là không thể nhẹ hơn nữa đâu ha. Khi mà chúng ta bỏ vào túi xách thôi thì cũng rất là gọn gàng, giúp cho các bạn có thể xử lý công việc ở bất cứ đâu. Màn hình thì với kích thước là 13 inch và chất lượng hiển thị thì cực kỳ sắc nét và sống động, không có bị lệch hay là ảnh hưởng gì khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn. Độ bao phủ màu cũng ấn tượng không kém với 100% sRGB, 76% Adobe RGB và 76% DCI-B3, phù hợp với những bạn nào thích làm sáng tạo nội dung và thiết kế. Hiệu năng vượt trội với CPU Intel Core i7 1165G7, RAM 16GB, SSD 1T cùng với card màn hình Intel Iris Xe Graphics. Với từng ấy thì ổn định cho cả những công việc thiết kế lẫn render video đều trơn tru luôn. Trải nghiệm chơi game với màn hình 2K thì cũng ấn tượng đó. Thế nhưng mà để có một cái sự ổn định và tốc độ khung hình được đẹp hơn thì các bạn nên hạ độ phân giải xuống còn Full HD nha. Các bạn cảm thấy như thế nào về một sự kết hợp giữa laptop và tablet vừa nhỏ gọn nhưng mà rất là mạnh mẽ? Các bạn làm sáng tạo thì không nên bỏ qua ha. Cuối cùng là một model Lenovo Yoga mang trong mình một cái thiết kế thanh lịch nhưng mà đầy sự cá tính khi mà có thể gập mở được 360 độ. Đi kèm với đó là một cấu hình cực kỳ mạnh mẽ với con chip Intel Gen 12 và không ai khác, đó chính là chiếc Lenovo Yoga Slim 7 mà mình đang có trên bàn ngày hôm nay. Vẫn đáp ứng được độ gọn nhẹ với khung vỏ kim loại phủ màu xám, phù hợp với cả nam và nữ, nặng 1,42kg, khả năng gập mở 360 độ cho các bạn đa dạng phong cách sử dụng, màn hình cảm ứng và có đi kèm bút để có thể nhanh chóng phát thảo ý tưởng, thiết kế đồ họa hay đơn giản hơn là thích cái cảm giác viết tay như là truyền thống nhưng là phiên bản trên laptop. Màn hình 14 inch và độ phân giải 2,8K cùng giải màu 100% DCI-B3 cho nên màu sắc tái tạo chuẩn xác đến từng chi tiết, màn hình OLED và tầng
tần số quét 90Hz, cho nên trải nghiệm giải trí hay là làm việc cùng với những mảng màu từ hình ảnh, video thì phải gọi là đỉnh cao. Tất nhiên, để mà đưa ra sự lựa chọn có nên mua em nó hay không thì chắc chắn là phải thẩm định qua cái phần cấu hình chứ ha. Bộ vi xử lý Intel Core i7-1260B RAM 16GB chuẩn LPDDR5 SSD 512GB cho phép mình đa nhiệm vô tư những công việc văn phòng, đồng thời với card tích hợp Intel Iris XL Graphics hỗ trợ những tính năng đồ họa được mượt mà hơn. Chung quy lại thì thực sự đây là một chiếc laptop năng động phù hợp với các bạn sinh viên hoặc là những ai đang làm trong ngành sáng tạo. Với khả năng chuyển đổi 2 trong 1 chỉ với một chiếc laptop sẽ giúp cho các bạn đỡ nhàm chán hơn rất là nhiều. Các bạn cảm thấy như thế nào về những chiếc laptop Lenovo Yoga? Dù mang trong mình một cái thiết kế thanh lịch tinh tế nhưng mà sự nội tại thì lại vô cùng mạnh mẽ. Và đừng quên là ở Thế Giới Di Động thì hiện tại chúng ta đang có chương trình đồng giảm 10% đối với những dòng máy Lenovo Yoga. Cho nên đây sẽ là cơ hội để chúng ta sở hữu một em đó. Còn bây giờ thì Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Bye bye!